Rồi, hello, xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của em Thanh Phạm nhá. Hôm nay thì buổi trưa em lên một cái video chia sẻ đến cho anh em một số cái đồ dùng về nhà bếp. Đó thì anh em nào mà còn thiếu những cái món đồ gì thấy ưng ý thì có thể liên hệ với em Thanh Phạm nhá. Thì đầu video giúp em Thanh xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá anh em nhá. Đó, thì em chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Đó, ở đây thì em có rất là nhiều mặt hàng, thì em sẽ lia góc máy sơ qua cho anh chị em tham khảo những cái mặt hàng bên em nhé. Đó, ok, xin chào tất cả mọi người. Đó, shop em thì rất nhiều các mặt hàng, từ đồ dụng thông minh cho đến đồ về kim khí, đồ dụng sưu tầm của Nhật. Đó, thì rất nhiều các dòng sản phẩm. Đấy, ở đây thì có cả những cái đồ cưa kéo cắt cành của Nhật nữa này. Đấy, thì anh em đã theo dõi em trên các video trước thì có thể cập nhật được rồi. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người và những anh em mới vào trên kênh của em nhé. Đó, riêng về cái video này thì em sẽ chia sẻ đến cho mọi người, đó là những cái đồ về nhà bếp ở đây. Đấy, đồ về nhà bếp ở đây thì nó rất là chất lượng, nó đến từ Nhật, từ Đức. Đấy, và video này thì em sẽ gửi tặng đến cho anh chị em hoàn toàn là tặng trên đầu đơn hết nhá. Đấy, đó là một cái vỉ bào nạo gót chân. Đấy, sẽ tặng hết cho mọi người, kể cả mọi người mua một món thì em cũng tặng cho mọi người cái sản phẩm này. Đây là để em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái phần quà tặng này nhá. Đó, thì anh em nào mua sản phẩm em cũng vẫn là có quà tặng này cho anh em nhá. Đấy, đây là một cây bào nạo gót chân này. Bên trong của nó là sẽ có gồm 10 lưỡi. Và cái này thì các bác dùng là khi mà gót chân của mình bị dày. Đấy, thì nó là những cái tế bào chết ấy. Các bác ngâm nước. Đấy, ngâm nước nước muối ấm, nước ấm cho thêm tí muối vào. Đó, cái này là để mình bọc vào đây này. Đấy, thì cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác cho lưỡi vào đây giúp em này. Đấy, cho cái lưỡi này vào, xong kẹp này, kéo xuống. Đấy, kéo xuống. Khi mà mình đã ngâm cái chân nó ở cái gót chân này, nó bở ra rồi thì mình cái này mình cào. Mình cào là cái tế bào chết nó sẽ ra nhá. Tế bào chết nó sẽ ra. Con này thì nó rất là làm rất là chuẩn chỉ luôn đây này. Đấy, thì là gửi tặng phần quà đến cho tất cả mọi người. Đó, riêng cái video ngày hôm nay anh em nhá. Riêng cái video ngày hôm nay thì sản phẩm này nó không có giá trị nhiều nhưng mà có thể là giúp ích được cho một số anh em đấy. Đấy, ok anh em nhá, cái này để phần tặng quà cho tất cả mọi người. Mọi người giúp em xin một nút like nhá, cảm ơn toàn thể anh em. Chúc anh em có một buổi trưa thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Đi vào chi tiết các dòng sản phẩm về đồ bếp Nhật cũng như là đồ về bếp Đức thì em sẽ chia sẻ đến cho anh em một số cái dòng dao nhá. Cái dòng dao đây thì mã đầu tiên em sẽ chia sẻ đến cho anh em đó là cái dòng mã dao 1 kg anh em nhé. Mã dao 1 kg thì em còn một con như này em sẽ xả thanh lý nốt cho anh em để cho anh em có thể dùng cái dòng này hoặc là sưu tầm trong gia đình cực kỳ là ok luôn. Con này có thể chặt xương trâu, xương bò. Đấy, xương trâu, xương bò đều được hết nhá, anh em mang ra chặt cây cối các kiểu đều được. Đó, thì cái mã này nó đến từ thương hiệu Murato Made in Japan các bác nhé. Made in Japan và trọng lượng của nó là 1 cân anh em nhé. Nó từ là nó gọi là 1 kg này. Có lỗ sỏ này, trên đánh vân nhám rất là tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời như này. Đấy, nặng 1 kg, cán của nó cầm cực kỳ chắc chắn, tán bằng 3 đinh đồng như này. Đấy, sống dày, rất là dày. Và em sẽ đo kích thước luôn cho anh em để anh em nắm bắt được cái dòng dao 1 kg này nhá. Thì em sẽ đo tổng thể cho anh em này. Tổng thể của nó là 32,5 phân là tổng thể chiều dài. Riêng cái phần lưỡi như này nó là 21,5 phân. Đây, 21,5 phân các bác nhá, 21,5 phân. Và chiều ngang của bản dao là 11 phân rưỡi. Đó, và độ dày của nó là 5 ly. Và giá là 400.000 đồng, em thanh lý nốt cho anh em một cây như này, còn 370 anh em nhé. 370 anh em nào mà sưu tầm cái dòng như này thì có thể là liên hệ với em, số điện thoại em để trên góc màn hình ở đây này.
Đấy, thì anh em có thể liên hệ này. Đấy, giá là 370.000 đồng và hóa đơn từ trên 400.000 đồng em sẽ bao ship cho anh em nhé. Hóa đơn từ trên 400.000 đồng thì em sẽ hỗ trợ cho anh em cái phí ship. Ok này. Tiếp theo thì em sang một cái mã dao cán vàng ở đây. Cái mã dao này thì được rất nhiều anh em và các bác đã sử dụng rồi. Đã sử dụng rồi, em bán không biết bao nhiêu cái cây kìa. Cây dao cán vàng như này. Về hình thức đấy, rất chi là đẹp, rất chi là đẹp. Đấy. Và giá thì em đã ghi trên đây rồi. Giá của nó là 280.000 đồng, nó đến từ thương hiệu Shikimagoruku này. Đấy. Và cán của nó này, anh em lên mã giúp em là mã dao cán vàng nhá. Mã dao cán vàng của Nhật, Made in Japan. Giá là 280. Nhưng ở đây là những cái vân nhám nó rãnh này, rãnh lõm xuống này, để khi mà mình chặt các thứ là nó sẽ là không dính vào bàn dao như này. Đấy, kiểu dạng này nó làm rất là giống kiểu dạng dao phay, nhưng mà nó chặt rất là sướng luôn. Độ dày của nó thì nó rất là bình thường, nó chỉ khoảng tầm 3 ly thôi. Thì các bác gái nhà mình cũng cầm con này chặt được. Và chiều bản của nó rất là rộng, nên là cái trọng lượng ở cái phần đầu như này, phần đầu này thì nó sẽ chúi về đằng trước, thì anh em chặt nó, chặt gà, chặt vịt nó đâm tay. Chiều dài của lưỡi là 19,4 phân và chiều ngang của nó là 9,4 phân. Đấy, gọi 9 phân rưỡi. Đó. Thì phần cán này nó thiết kế cũng rất chi là đẹp nhá các bác nhá. Chi là đẹp cho anh em này. Đó, giá thì rất là rẻ, 280.000 đồng. Anh em mua một con dao chặt thông thường thôi cũng đã mất cả trăm ngàn, hơn trăm ngàn rồi. Đấy, chưa nói là cái dòng dao Nhật như này nhá. Dòng dao Nhật như này. Anh em bổ kết cái dòng dao cán vàng này thì có thể liên hệ với em này. Giá là 280 thì em có thể là gửi đến cho mọi người. Đó. Tiếp tục thì em có cái mã đồ long đao này, cũng được rất là nhiều mến cái dòng như này, yêu mến cái dòng như này. Thì cái dòng này nó thiết kế cực kỳ là khỏe khoắn luôn, cực kỳ là khỏe khoắn và rất là độc đáo ở cái sản phẩm này. Thì cái mã này nó đến từ thương hiệu Akatoki của Made in Japan các bác nhé. Akatoki của Made in Japan. Thì nó vẫn còn nguyên như này này. Đây, con này em bỏ túi bóng ra nó còn bụi bẩn các kiểu đây này. Đấy, em bỏ này ra xem. Đấy, hàng Made in Japan như này. Đó, rất chi là đẹp luôn. Tán bằng 3 cái đinh đồng luôn anh em nhé. Tán bằng 3 đinh đồng và sống của nó dày đâu đó là khoảng tầm 4 ly. 4 ly. Cán này thiết kế những cái độ vòng như này rất là tuyệt vời luôn anh em nhé. Rất là tuyệt vời. Và cái trọng lượng, trọng tải của nó này nó không to. Nó không to và nó cũng không nhỏ, nên là chặt rất là vừa vặn, nó không. Đấy, ở đây là kích thước của chiều dài của cái phần lưỡi là 18 phân và chiều ngang của nó là 9 phân rưỡi các bác nhá. 9 phân rưỡi là em đo ở cái phần dày nhất đây này. Đấy, 9 phân rưỡi. Còn độ võng vào là gần 8 phân. Đấy. Thì cái mã này giá là 290.000. Đấy, thanh lý cho anh em còn 270.000 đồng anh em nhá. 270k cho cái dòng sản phẩm này. Đó, một cái mã dao thì nó chỉ khoảng tầm hơn 200.000 thôi là anh em có thể trải nghiệm qua được cái dòng này rồi. Thì anh em nên trải nghiệm qua đấy để mình biết được cái chất lượng như nào. Đó, em không cần các bác phải mua một phát đâu. Đấy, các bác cứ trải nghiệm đi, sản phẩm tốt thì các bác sẽ là ưng ý và sẽ là quay lại với shop em thôi. Ok anh em nhá, anh em mới vào giúp em xin một nút like nhá. Cảm ơn toàn thể anh em, chúc anh em có một buổi trưa thư giãn thật là vui vẻ nhá. Ở đây tiếp theo em có một cái con dao thương hiệu của Akatoki nữa. Thì cái mã này nó là dòng mã 7 lạng anh em nhá, 7 lạng. Đó, thì con mã này thì nó độ hoàn thiện của nó cực kỳ là tốt luôn đây này. Đấy, cán cần được trang trí những cái họa tiết này. Đấy, tán đinh này, làm rất là tỉ mỉ luôn. Làm rất là tỉ mỉ luôn. Đó, anh em thấy không? Phần lưỡi là nó đều đánh phát về hai bên, nó nhọn về đằng trước luôn.
con này bản bản của nó cực kỳ là lớn luôn, dày là dày 5 ly, dày 5 ly và trọng lượng 7 lạng. Đấy, đến cũng đến từ thương hiệu AK Tauki anh em nhé. Có lỗ sỏ để cho anh em ấy này, để anh em treo móc này, treo vào móc ở trên tường này. Đó thì cái dạng này, chiều dài của phần lưỡi nó là 19,2 phân, chiều ngang của nó là 10 phân, hơn 10 phân, 10 phân tư, và tổng chiều dài của nó là 31 phân các bác nhá. Đấy, rất là chất lượng này, để cho anh em có thể quan sát hình dung kỹ này. Anh em xem kỹ video trước khi đặt hàng nhá. Đấy, còn là sản phẩm anh em được trải nghiệm, đấy, được thử hàng trước khi thanh toán. Sản phẩm nào của các bác cũng được kiểm tra hết. Đấy, các bác cứ kiểm tra hàng cho em, không có vấn đề gì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện trên góc màn hình như này. Thì cái mã này em sẽ xả kho cho anh em nhá. Thì cái mã này nó là 370.000 này, xuống còn 320.000 đi anh em, chơi lớn luôn cho anh em nhá, 320k đó. Và sản phẩm này chưa bao ship đâu anh em nhá, cứ 400.000 thì em sẽ bao ship cho anh em. Anh em trải nghiệm qua cái dòng sản phẩm này đi. Đấy, nó sẽ không làm anh em phải thất vọng cái dòng như này đâu. Dòng 7 lạng cho anh em chiến này, đấy, chặt xương sầu các kiểu, anh em làm đình đám mang đi cực kỳ là uy tín luôn, chứ không phải là đơn giản như cái dòng như này. Không phải ai cũng có những cái dòng mã dao như này để cho anh để đi làm đâu. Anh em cứ trải nghiệm qua một lần nhá. Ok, anh em nào quan tâm thì đến cái mã dao này thì có thể liên hệ với em Thanh này. Đấy, để em có thông tin em gửi hàng cho anh em nhá. Tiếp tục sang bên này thì em giới thiệu sơ qua cho anh em một vài cái món dao siêu tầm nhá. Dao siêu tầm nữa, xong lại tiếp tục về những cái dòng sản phẩm về đồ bếp. Đó thì cái mã này nó là dòng dao rìu Nga, dòng búa rìu Nga anh em nhé, búa rìu Nga. Ở đây là nó sẽ có hai cái mặt sói như này, rất là tuyệt đẹp luôn. Đấy, không biết là các bác hình dung trên video nào, nhưng mà cầm thực tế cực kỳ là chất lượng luôn anh em nhé, cực kỳ chất lượng luôn này cho anh em này. Đấy, cho anh em khảo qua cái dòng như này, cán này, đấy, cán này, đầu này thiết kế những cái mỏ nhọn như này, để không biết là anh em dùng để bổ cái gì đây thì không biết. Đó, ở đây là toàn là chữ Nga thôi anh em ạ, chữ Nga thôi. Đó, cán này rất là đẹp luôn, có dây đeo luôn cho anh em này, dây đeo luôn. Thì cái mã này này, nó sẽ có một cái túi đeo như này, túi bọc như này anh em nhé. Anh em không dùng nữa thì có thể bọc vào, kẹp vào. Và em sẽ đo bản ngang của lưỡi cho anh em thấy này. Đó là 16,7 phân, và chiều ngang của mặt lưỡi, độ rộng của nó là 11,7 phân anh em nhé. Đó, và tổng thể từ đầu này cho đến phần chuôi cán như này thì nó là 30,05 phân. Thì nó chỉ bằng con dao chặt 1 ký này thôi này. À, con dao này. Đấy, nó chỉ bằng con này thôi này. Đó, anh em thấy không? Thì cái dòng búa gì Nga này, anh em cũng chặt xương được. Đấy, chặt xương rất là hay. Nó nặng ở nguyên cái phần đầu này, anh em giáng xuống chặt rất là sướng luôn. Chặt xương sẩu, chặt xương ống, xương lợn, xương voi, xương trâu, xương bò các kiểu được cho anh em nhá. Chẻ củi được luôn. Đấy, anh em đi rừng, đi phượt, đi làm vườn các kiểu, chặt cây cối đều được hết anh em nhé. Con này thì anh em lên mã giúp em là cái con dao con rìu sói Nga, 380.000 anh em nhé, 380.000. bây giờ em cầm dơ cho anh em tham khảo một lần nữa này, nó rất là đẹp luôn, 380 nhá anh em nhé. Tiếp theo thì em lên cho anh em một cái mã ấy nhá, một cái mã gì nhỉ, mã đựng dao, cái khay đựng dao. Khay đựng dao này thì cái mã này là nó là dòng mã mới về này, mã mới về. Đây là cái hộp đựng dao anh nhá. Cái hộp đựng dao nó đến từ thương hiệu Osuka Japan anh em nhá. Được làm bằng nylon 304 như này, rất là dày dẫn này. Có phần đế lót chân để chúng ta để trên bàn nó chống trơn trượt nhá. Đấy, nylon 304 anh em nhé.
và có những cái khe để chúng ta cắm như này, thì cái hộp như này nó rất giống những cái khe của hộp của Đức. Đó, bây giờ em sẽ lấy một cái con dao ra để test thử cho anh em này. Đây là em có một cái con dao của thương hiệu Global này. Đấy, đây là con dao Thái bản lớn này. Thì để luôn cả cái này luôn đi. Đó, thì bây giờ là em sẽ sọc xuống đây này. Anh em rất là vừa vặn, vừa vặn này. À, rất là ngon lành cho anh em nhá. Thì em sẽ đo cái thông số ở đây cho anh em này. Để mà các bác bỏ được dao ấy, thì cái này, cái khe này, các bác phải bỏ cái bản dao của nó là khoảng tầm 8 phân rưỡi là rộng rãi nhá. 8 phân rưỡi là rộng rãi. Đây. 8 phân rưỡi là rộng rãi và 9 phân là hơi kịch một tí, hơi kịch một tí. Đó, đây là hai cái khe này. Còn cái khe nhỏ như này là dao thái nhá, dao thái củ quả này. Thì anh em đặt cho em con dao khoảng tầm 4 phân rưỡi là thoải mái luôn. Đấy, dao đây là góc này là góc dao gọt trái cây này. Cái này là đựng kéo này, cái này đựng rũa này. Đó, thì nó cũng rất giống như cái bộ dao Nhật, dao Đức thôi anh em nhá. Góc này thì anh em có thể đựng một cái cây kéo như này. Đấy, một cây kéo như kiểu dạng kéo mới về của em này. Đấy, mỏ dài, lưỡi dài này. Đấy, bỏ đây rất là tiện lợi luôn này. Đấy, rất là sạch sẽ khi mà các bác đặt trên bàn bếp này. Đấy, dao dở nó không vứt lồng nhổng, dao rất là nguy hiểm mà trẻ con nó đã cố ý nó nghịch vào thì nó rất là phức tạp nhá anh em nhá, rất là phức tạp. Thì cái mã này, mã được hộp đựng dao này, giá là 300.000 đồng anh em nhá. Đó, thì cái hộp đựng dao này giá là 300k. Anh em nào quan tâm đến cái mã dao như này ấy, thì có thể liên hệ với em nhá. Liên hệ với em. Cái dòng này này, cái dòng lỗ này thì các bác có thể đựng cho em một cây dao quạt trái cây này. Đấy, rất là chuẩn chỉ đẹp đi ở đây nhá. Đó. Dao gọt trái cây này thì giá bên em vẫn đang hỗ trợ cho mọi người giá là 90.000 đồng của thương hiệu Global nhé. Thương hiệu Global Japan. Đó, 90k thôi anh em ạ. Đấy, thì tiếp theo là giới thiệu xong cái phần khay đựng dao rồi thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái dòng mã dao lẻ của thương hiệu Global. Thì sản phẩm đầu tiên của cái dòng thương hiệu Global này thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái mã dao Thái bản lớn như này. Một cái mã dao Thái bản lớn như này. Đây. Đấy. Mã dao Thái bản lớn Global giá là 280.000 đồng. Đây là dòng mã dao Thái nhá. Nhưng mà cái dòng mã dao Thái này thì chia sẻ luôn cho anh em là bản của nó cũng hơi dày một chút. Hơi dày một chút nên là lưỡi của nó thì rất chi là sắc bén rồi. Sắc bén rồi, anh em có thể là thái những cái vật thể sụn lợn rồi các kiểu nó cứng hơn một chút nữa cũng được. Đó. Thì em sẽ đo thông số kích thước cho anh em này. Ở đây em thiết kế tay cầm nó rất là vừa vặn tay nhá. Rất là vừa vặn tay, anh em cầm thấy này. À, rất là vừa vặn tay luôn. Thì em sẽ đo kích thước thông số cho mọi người để mọi người tham khảo cái dòng này. Chiều ngang của nó là 8/3. 8/3. Đấy. Chiều dài của lưỡi là 9/2. 9/2. Tổng chiều dài của nó là 30.04 phân, 30.05 phân, 30.05 phân anh em nhé. Đó, thì đây, cái mẫu dao như này bỏ vào cái khay như này rất là vừa vặn luôn anh em nhé, rất là vừa vặn luôn. Thì nó cứ dao động khoảng 8/5 đến 9 phân là anh em bỏ vừa cái khay này rồi, cái bản dao nhé, bản dao. Mà không anh em không mua cả bộ thì có thể mua lẻ được, có thể mua lẻ được. Dao này là mã này 280 này, 280. Tiếp tục thì em còn một cái mã dao như này. Đó, đây là dòng mã dao chặt 7 lạng của cũng đến từ thương hiệu Global Japan. Đó, đây là cái mã dao sống dày 5 ly thương hiệu Global Japan anh em nhé. Global Japan. Thì sống của nó là dày 5 ly như này. Sống dày 5 ly, sống rất là dày luôn. Cán thì nó thiết kế những cái vân lỗ rỗ như này này. Để tạo nên một cái ma sát và nó sẽ là đánh những cái mũi tên như này các bác nhá. Sống dày 5 ly luôn cho anh em tham khảo này. Đấy. À, sống dày 4 ly thôi anh em ạ, 4 ly thôi. Hơn 4 ly chút chút. Thì
Thì cái này nó chiều ngang của nó là 8/2, 8/3, và chiều dài của nó này là 19 phân phần lưỡi, và tổng chiều dài của nó là 30.05 đấy. Thì những cái con như này thì các bác vẫn để khay dao được nhá, khay dao được đó. Và giá con 7 lạng như này là 430.000 anh em nhé. Dòng nặng cực kỳ luôn, 7 lạng để cho anh em có thể chiến đấu chặt những cái vật thể nó cứng đấy, dao Nhật, dao Nhật anh em nhé, 7 lạng. Ngoài ra em còn một cây như này, và một cây như này thì nó là dòng ở trong bộ Global ra đấy, thì chia sẻ với mọi người luôn là có một bác mua ở trong bộ Global ra đấy, nhưng mà bác thích con dao 7 lạng thì bảo là mày thay cho bác cái con này, thay cho bác cái con này ra, mày bỏ con 7 lạng vào cho bác đấy, thì bác sẽ thêm tiền vào cho mày đấy. Thì em sẽ chiều khách và chỉ còn dư một cái con như này ở trong bộ Global ra nhá các bác nhá. Đấy, thì chia sẻ với anh em luôn, anh em nào cần cái mã này thì em sẽ gửi đến cho anh em này. Đó, gửi đến cho anh em này. Thì cái dòng dao như này đấy, thì nó là giá của nó là 300.000 đồng anh em nhé, 300.000 đồng cho một cái dao mã Global 7 của trong bộ ra này. Còn có một con thôi, con này có một con thôi, không có nhiều đâu, tại vì là ở trong bộ ra đấy. Còn bình thường là các bác toàn mua theo bộ hết ấy, thì nó kèm theo cái con này, con này thì nó sẽ mỏng hơn con 7 lạng, đó. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ với em nhé. Con dao Global trong bộ ra 300.000 đồng anh em nhé, 300k. Bạn nào quan tâm đến cái dòng dao thì có thể liên hệ này. Tiếp theo thì có một cái mã dao em vừa giới thiệu rồi, đó là dao gọt trái cây. Em vẫn hỗ trợ giá cho mọi người là 90.000 đồng trên một con như này nhá, một con Global Japan như này. Con này chia sẻ với mọi người càng gọt càng sáng, gọt trái cây càng gọt càng sáng, càng sắc. Đó, thì con này gọt trái cây hoa quả thư giãn ăn giải trí này, đấy, rất là sang trọng luôn. Anh em dùng bữa xong cầm con dao này lên bàn ngồi gọt đấy, ngồi gọt ăn trái cây đấy, cực kỳ là ngon luôn. Ok, giá 90.000 anh em nhé, 90.000. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một con dao Thái đi. Một con dao Thái của Global nữa. Đó, thì cái mã này nó là dòng dao Thái bản vuông, cũng giống như ở trong bộ thôi, cái mã này nó cực kỳ là sắc bén luôn, anh em nhé. Báo giá luôn cho anh em là 220.000 mã dao Thái Global. Đấy, thì anh em lên mã giúp em là dao Thái Global như này, thì nó sắc bén vô cùng luôn, chứ không phải là dạng không sắc là bình thường đâu anh em nhé. Nó sắc bén vô cùng luôn, đây là một cái tu bóng mà em trẻ như kiểu là trẻ củi như này luôn anh em nhé. Đó, chỉ chia sẻ em vừa bị đứt tay luôn này, chọc vào phát bị đứt tay, vừa ra lấy thuốc lào khứa vào luôn, máu nó ra quá trời là máu thôi. Đấy, sắc bén vô cùng luôn. Đấy, thì mọi người trải nghiệm cái dòng này thì không thể nào mà làm thất vọng được cho mọi người được. Đấy, nó cực kỳ là tốt, giá thì cực kỳ rẻ. Các bác mua một con dao bình thường đã mất gần 100.000 rồi, chưa nói gì đến cái dòng như này, 100.000 mà không dùng không ra gì chứ. Đấy, ok, giá này con này 220.000 nhá, không em không cần phải chia sẻ nhiều nữa đâu. Đó, tiếp theo là một cái mã dao bầu, dao bầu Kai như này. Cái mã dao bầu Kai như này thì để cho dành cho anh em chuyên sơ chế này, rồi nhà hay đụng lợn rồi các kiểu, hay thịt thà này, hay chọc tiết lợn các kiểu, chọc tiết chó này, thì con này vừa lọc vừa thái vừa chọc tiết được anh em nhé. Thiết kế cực kỳ là ngon lành luôn, bản to anh em có thể thịt lợn vô tư luôn, 7 lạng 7 phân, chiều dài của nó là 19.5 phân, con này chọc phát là đến tim luôn. Đấy, hàng Kai Japan anh em nhé, cán cầm này. Đấy, cán vuông này. Đấy, cầm rất là sướng luôn này, anh em thấy không, anh em thấy em cầm không, cầm cực kỳ chắc tay luôn. Đó, chọc một phát là đến mạch luôn anh em ạ.
giá là 260.000 đồng. Đấy, con này mã này em không còn nhiều nhá, còn có 2 cây thôi. 2 cây. Đấy, anh em là quan tâm thì liên hệ này. Tiếp theo đó này. Về góc này thì em có một ít cái dòng mã Sato nhá. Mã dao Sato. Mã dao Sato thì em đang có 2 mẫu. Một mẫu này là có một mẫu là mẫu mỏ bằng và một mẫu mỏ nhọn như này. Ở đây là một mẫu mỏ bằng nha anh nhá. Đây con này thì em hay lấy ra giới thiệu cho mọi người đây. Đấy, thì nó sắc bén thì thôi rồi luôn anh em nhá. Đấy, mã Sato Japan. Đây thì con này bên ngoài thì em hay sờ mó và hay test thử cho mọi người đây. Nên là vân tay của nó thì nó sẽ dính ở đây này. Các bác rửa sạch phát ra xong ngay, kể cả các bác đang dùng nhá. Đấy. Con này không phải là bằng ni lốc đâu. Nó anh em có thể là về thử nam châm thì biết nhá. Nó không bao giờ bị dính nam châm. Sắc bén lắm cái dòng nhìn Sato này. Đó, thì cái mẫu Sato này thì nó cũng như dòng mẫu kia thôi. Giá là 220.000 đồng. 220.000 đồng nó đến từ Sato Japan này. Hộp của nó như này anh em nhá, hộp của nó như này. Đó, tiếp theo bên đằng này, nó là dòng Sato Thái lọc cá. Thái lọc cá. Anh em có thể lọc này, Thái sa sơ mi đều được hết nhá. Con này mẫu Sato Japan này anh em thấy không? Anh em lọc cá thì dùng con này chuyệt thôi rồi luôn, hoặc lọc thịt thà các kiểu dành cho nhà bếp thì ok luôn này. Đấy, mẫu này mỏ nhọn nhá, mỏ nhọn anh em cần em đo kích thước cho anh em đây. Kích thước thì nó xem giống nhau thôi, hai con này xem giống nhau. Riêng con này dòng này thì nó là thiết kế những cái mỏ nhọn thì nó sẽ dài hơn một chút. Đấy, tổng thể của nó là 32,2 phân và riêng cái phần lưỡi này chiều dài của nó là 20 phân rồi, tức là tương đương với khoảng tầm 2 tấc. Bản ngang của nó là 4/2, rất là vừa vặn cho anh em cầm thái lọc. Đấy, thái lọc cực kỳ là tiện lợi luôn đó. Thì cái này chuyên dùng cho anh em đam mê về những nghề nhà bếp này. Đấy, 220.000 anh em nhá, 220.000. Tiếp tục thì em đang có những cái mã cặp lồng. Đấy, cà mèng của Đức nhá anh em nhá, cà mèng của Đức này. Thì cái mã này nó đến từ thương hiệu Winling. Đấy, thương hiệu Winling nó được làm ni lốc 304 và dòng ni lốc hai lớp cho anh em này. Đấy, anh em đi ăn sáng nhớ sách cái này đi để mà mua đồ ăn sáng về cho bà xã nhà mình, cho cháu sách nhà mình, rất là sạch sẽ và sang trọng nhá anh em nhá. Thì hoặc là anh em có thể là mang đi rừng. Đấy, mang cơm đi làm này, đi công ty, đi các kiểu này. Đấy, rất là tiện lợi ở đây. Và em sẽ đo chiều cao, chiều ngang cho anh em này. Đấy, đường kính của đế của nó là 13/2. Chiều cao của nó này. Đây, em sẽ đặt đây, em đo chiều cao của nó luôn. Đấy, thì em đặt xuống nhà thì em sẽ đo chính xác chiều cao của nó. 22,5 phân. Và cái phần đây là nắp này là 13,4 phân, 13,7 phân. Đấy, thì cái nắp này anh em có thể thay thế một cái bát được anh em, bát ăn cơm nhá, ni lốc hai lớp cầm không bị nóng tay. Đây là cái khay đựng đồ ăn khô này, cái khay này đựng đồ ăn mặn này, phần dưới này chúng ta có thể đựng canh này. Em sẽ đo cái phần đáy này cho anh em nhé. Đáy này nó sẽ sâu là 10/11.5 và chiều ngang của nó là đường kính của nó là 12,2 phân. Đó, thì em báo giá luôn cho anh em cái dạng cặp lồng cà mèng Đức này, giá là 250.000 đồng thôi, giá chỉ có 250 thôi anh em nhá, 250.000 đồng cho cái dòng cà mèng Đức này nhá. Đấy, anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với em Thanh đây. Đấy, anh em cầm này sách đi mua đồ ăn sáng cho bà xã rồi cho cháu chắc nhà mình, con cái nhà mình cực kỳ là tốt này. Đấy, anh em để ý này. Đấy, rất là đẹp nhá, rất là đẹp. Về đằng này em đang có cái dòng thớt hai mặt này các bác này, thớt hai mặt. Đấy, một mặt là mặt chín. Đấy, các bác dùng là mặt thớt chín và một mặt là mặt thớt sống.
Mặt tất sống này thì nó thiết kế là bằng ni lốc nhé, ni lốc 304. Còn mặt bên hông như này thì nó thiết kế ra cái dạng mặt nhựa như này. Mặt nhựa này thì các bác kể cả băm chặt thoải mái đều được hết luôn. Và đặc biệt hơn là nó thiết kế những cái vân cao su ở cái đường cao su như này, nó sẽ bo cái phần viền này. Đấy, nước nôi sẽ nó không tràn ra ngoài mặt bàn bếp. Đấy, dùng rất là ok. Và con này thì em bán trên kênh rất là nhiều rồi. Đấy. Kích thước của nó là 45 x 35 cm. Đấy. Và được làm bằng ni lốc 304 đến từ thương hiệu Seki Japan anh em nhé, Seki Japan, hàng Mini Japan này. Đấy, ni lốc 304 anh. Cái mặt này thì anh em có thể sơ chế cho em những cái đồ ăn sống rồi chặt gà rồi là thái thịt các kiểu ở đây này. Đấy, nó sẽ không tạo nên một cái mùn cưa hoặc là nó kháng khuẩn, nó rửa phát nó sạch. Đấy, còn mặt này thì anh em có thể dùng cái mặt thất chín nhá. Đấy, các bác dùng nên phân biệt ra cho em nhá, thì nó sẽ rất là sạch sẽ, đảm bảo được vệ sinh, không phải mặt nào mình cũng dùng được đâu. Mặt này thì chuyên thất sống này, thất chín này. Đấy, còn mặt kia là thất sống. Con này giá là 400.000 đồng, em xả kho giảm giá cho anh em là còn 380.000. 380.000 anh em nhé, 380k, 400k xuống còn 380 anh em nhé. Đấy, từ 400k xuống còn 380.000 đồng. Đấy, ok anh em này. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một số cái đồ dùng về nhà bếp anh em nhé. Đó, thì video này anh em cố gắng xem ấy, thì em sẽ thanh lý xả kho cho anh em một số mặt hàng nữa. Ở đây thì em có những cái dòng kéo mới về nữa này, dòng kéo mới về đấy, chia sẻ đến cho anh em luôn. Dòng kéo này thì nó đến từ thương hiệu đây là nó đến từ thương hiệu gì đây, để em đọc xem nào. Mizabi. Đấy, Mizabi anh em này, Mizabi hàng Made in Japan. Đó, thì cái mã này cực kỳ là hay luôn. Đấy, nó là cũng rất là dày dẫn nhá, rất là dày dẫn như này. Đấy, nó không phải là dạng mỏng đâu, rất là dày dẫn luôn. Và cái phần lưỡi này, đặc biệt hơn cái phần lưỡi này, nó lại thiết kế dài hơn thì anh em có thể cắt gà 2-3 kg đều được đó. Và các thao tác anh em cắt vải, cắt viết rất là sắc bén luôn. Đấy, dòng kéo Nhật, tổng chiều dài của nó là 23 gần 24 phân đi, gần 24 phân. Và phần lưỡi, nguyên cái phần lưỡi của nó là hơn 10 phân rồi. Hơn 10 phân rồi, em tính đến đây là 10 phân nhá. Đến tính đến cái phần mép này này. Tính đến phần mép này là 10 phân nhá. Đó. Thì con này dùng rất là ngon lành cho anh em nhá. Đây này. Đó, giá là 130.000 thôi anh em ạ. Đó, giá là 130k các bác nhá. Các bác nào quan tâm thì liên hệ này. Ngoài ra thì có thêm cả những cái dòng mẫu kéo gà đây. Thì cái mẫu kéo gà đỏ này em đang thanh lý nốt cho anh em này. Thanh lý nốt cho anh em giá là 220 đi. Đó, mẫu kéo gà của Nhật 220. Đấy là màu đỏ nhá. Còn màu trắng thì giá vẫn không đổi. Đấy, màu này màu đỏ mận. Đấy, anh em nào thích màu đỏ mận này thì có thể trải nghiệm qua cái dòng màu đỏ mận như này. Đấy. Tại các bác yêu mến con màu sáng ghi quá nên là cái màu đỏ mận này em nhiều quá, em thanh lý xả kho cho anh em còn 220.000 đồng anh em nhé. Thì con này chức năng của nó cực kỳ là hay luôn, nó vừa đánh vẩy cá này anh em cầm đây này, cầm tay này, cầm đầu con cá anh em đánh vẩy cá. Xong là đánh vẩy cá xong thì các bác có thể là cắt vây các kiểu này. Đấy, rất là hay ở đây, ở cái chỗ đó. Còn cái phần này thì các bác có thể ăn hải sản anh em kẹp này. Đấy, cán thì được làm bằng hợp kim gang như này. Các bác kể cả hấp một con gà lên trên bàn, cắt ra ăn rất là sướng, sạch sẽ, không cần phải dùng đến thớt nữa. Đó, như là những cái đồ nướng anh em cầm con này ra cắt cũng cực kỳ là chất lượng rồi. Đó, giá là 230. Và cây màu trắng như này thì giá là 250 anh em nhé, 250 này. Đấy, thì con này giá nó vẫn là không đổi.
Đó thì em sẽ xả kho cho anh em những cái kéo kéo đỏ kia thôi. Tiếp theo thì ở đây em đang có những cái muôi sới cơm của Nhật. Muôi sới cơm của Nhật. Thì cái mã này báo giá luôn cho anh em. Đó là 60k nhá anh em nhá, 60k. Đấy, nó đến từ thương hiệu Made in Japan, nó đến từ Nhật, Made in Japan. Đấy, mới keng xè beng luôn. Đấy, và cái dòng muôi cơm này nó đặc biệt hơn là nó sẽ không dính cơm vào cái muôi như này. Đấy. Nó đồ Nhật thì cực kỳ là xịn sò rồi anh em ơi. 60k anh em nhá, 60k cho cái dòng muôi cơm này. Tiếp theo này. Ở đây em còn những cái dòng đá mài đây, những cái dòng đá mài. Đá mài ở đây thì em đã có cái loại 1000, 3000, tức là độ thô của nó là 1000. Độ mịn của nó là 3000 và nó có phần đế lót như này. Đế lót như này để cho anh em có thể trải để giữ ở xuống đất nhá. Phần này thì nó là mặt mịn này. Giá là 160.000 đồng. Anh em lên mã giúp em đá mài 1000, 3000. Đấy, giá là 160. Đấy. Tiếp theo là độ thô là 1000, độ mịn là 6000. Đấy, giá là 180.000 đồng. Nó đến từ thương hiệu Katashiwa, hàng Made in Japan và vẫn có đế lót cho anh em nhé. Anh em muốn dùng bắt đầu phá lưỡi mài thô ấy thì có thể mặt lật xuống phải mà lần này. Khi mà đá về các bác vất vào xô nước ngâm cho nó ngấm, cho nó ngấm hết, cho nó uống nước, cho nó ngấm hết nước đi đấy nhá. Đấy, cho nó ngấm đá đời nước đi rồi chúng ta mang ra trải nghiệm nhá. 180.000 đồng cho cái dòng 1000, 6000. Và cái dòng 3000, 8000 như này thì anh em hay có dao Nhật thì hay dùng những cái loại độ mịn cao nhất. Đấy, hàng Katashiwa. Nhưng mà cao thì con này cũng là chưa phải là cao, em có cả cái dòng 10.000 cơ. Nhưng mà đợt này hết rồi. Thì càng độ cao bao nhiêu thì cái độ kiên trì của các bác mài phải là càng kiên trì bấy nhiêu thôi. Đấy, vì độ mịn cao thì nó sắc lâu. Nó sắc lâu và các bác phải kiên trì thôi. Dòng này thì 200k. 200k các bác nhá. 200k đá mài 3.000, 10.000. Nó cũng đều đến từ thương hiệu Akashiwa. Tiếp theo thì em có cả những cái dòng mài dao ba khe nữa của thương hiệu Tamasaki. Thì cái con này nó đến từ Nhật Bản luôn anh em nhá. Mài ba khe, mài thô, mài bén và mài tinh. Mài thô, mài bén, mài tinh ở đây. Đấy. Rất là dễ dàng. Kể cả các bác gái, các bác không biết mài đá thì có thể dùng cái dòng này. Chỉ cần đặt lên bàn bếp và chúng ta giật khe đầu tiên này là khe mài thô này. Đấy, cứ kéo vào lòng cho mình 5 cái cho em. 5 cái. Xong chuyển sang khe thứ hai là mài bén này, 5 cái tiếp theo. Và tiếp theo là mài tinh này, là 5 kéo, 5 phát tiếp theo giật vào lòng mình như này. Đó, thì con này ai cũng xài được, giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng. Và tiếp theo đằng là góc này, ép tỏi. Ép tỏi Đức này thì nó đơn giản thôi, giá chỉ 150.000 đồng, được làm bằng ni lốc 304 như này, thương hiệu Winling. Thương hiệu Winling như này nhá, logo thương hiệu Winling đây, cho anh em xài này. Đấy, ép tỏi thì các bác không cần phải mang thớt ra mới đập cả, cứ bỏ mấy viên tỏi vào đây là ép nó ra bã luôn. Nó ra bã luôn, nó rất là sạch sẽ, kể cả là ra nước tinh cốt tỏi luôn, hành tỏi đều được. Đấy, các bác đập khi đấy nó còn cay xe mắt luôn, giá là 150.000 đồng. Tiếp theo là con muôi canh của Đức này. Đấy, thì con này thì nó rất là sạch sẽ khi mà các bác dùng trải nghiệm qua cái dòng như này. Thì thường thường những cái dòng muôi nó hay có cái cán như này, nó hay tích tụ những cái phần vi khuẩn ở đây. Nhưng con này trơn tuột, các bác mang đi sửa sạch sẽ, ni lốc rất là dày dẫn như này. Đấy, thương hiệu Winling, muôi Đức 70.000 đồng nha anh em nhá. Muôi canh này rất là vừa vặn luôn, nhà em toàn dùng cái đồ như này thôi, rất là sạch. 70.000 đồng anh em nhé. Tiếp theo là đến thìa ăn này. Thìa ăn của Đức này. Đấy, thìa này. Đấy, anh em làm cả bộ luôn, dày dẫn cực kỳ luôn anh em thấy không. Đấy, anh em ăn súp, ăn cháo, ăn phở, phiếc các kiểu đây thì rất là ngon này. Con này giá là 40.000 đồng cho một chiếc như này anh em nhé. Một chiếc muôi ăn này. À, thìa ăn nhá. Đấy, thìa ăn của Đức. Đấy, rất là vừa vặn, anh em mua mà đút đồ ăn cho cháu tắt nhà mình thì đúng chuẩn bài luôn, hoặc mình ăn rất xịn. Đã 40.000 đồng anh em nhé.
Và cái dòng đũa kia kìa, đũa thì nó là em có đang có hai loại đũa Nhật thì em sẽ là giới thiệu sau cho anh em nhé. Đũa Nhật thì nó có một loại vỉ 10 đô như này thì giá là 100, hộp 5 đô như này giá là 110. Đấy, chất lượng của nó thì nó cùng là một cái chất liệu thủy tinh. Đấy, và nó chống cong vênh ở mốc, chịu được nhiệt độ cao. Và đây em đang có hai bộ dao Nhật, bộ dao Nhật nữa nhá. Bộ dao Nhật, bộ dao Đức, anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với em này. Đấy, cái bộ 7 món như này cực kỳ là chất lượng luôn, em bán rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi, nhiều bác tin tưởng đã sử dụng rồi. Chưa có ai chê trách một điều nào về những cái bộ dao này, đảm bảo không làm anh em thất vọng đâu. Anh em quan tâm đến cái dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em Thanh nhé. Thì để em Thanh có thể gửi hàng đến cho anh em và các bác. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không ưng ý thì có thể trả lại giúp em. Đó, thì quan trọng nhất là được sự hài lòng của tất cả mọi người thôi. Chứ còn là mọi vấn đề khác đều không quan trọng. Đấy, kể cả các bác không thích các bác trả lại cho em được. Rồi, ok, em Thanh Phạm xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bác ở trong một cái video khác nhá. Đó, anh em nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Cảm ơn toàn thể anh em. Nay anh em vào chơi với em là em rất là cảm ơn tất cả mọi người rồi. Ok.